Còn bây giờ như thường lệ sẽ là những thông tin đáng chú ý trên các báo số ra hôm nay. Thưa quý vị, dịch COVID-19 làm đứt gãy chuỗi cung ứng. Bên cạnh đó là sự lỏng lẻo trong chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ. Vì vậy rất cần các giải pháp đường dài cho nông sản để không còn cảnh rất giá tồn hàng. Bài viết trên báo Nhân Dân. Nhiều nông sản hiện nay chưa được quản lý từ gốc trong các vấn đề như sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu, phân bón nên vẫn rất khó xuất bán. Mặc dù tổ công tác 970 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có nhiều cuộc kết nối để tiêu thụ nông sản cho người dân, tuy nhiên các đơn hàng kết nối được vẫn còn ít do chưa đáp ứng được một trong các yêu cầu là sản phẩm phải qua sơ chế chứ không phải sản phẩm thô. Về giải pháp đường dài vẫn là xây dựng chuỗi cung ứng qua sơ chế. Làn sóng Covid lần thứ tư cùng với tác động tiêu cực đã buộc Ngân hàng Nhà nước phải tính chuyện sửa đổi thông tư 03 chỉ sau 3 tháng có hiệu lực nhằm hỗ trợ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Theo đó, thời gian cơ cấu nợ sẽ được kéo dài đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 thay vì ngày 31 tháng 12 năm 2021 như quy định hiện nay. Tuy vậy, kéo dài thời gian cơ cấu nợ thêm 6 tháng có lẽ chưa đáp ứng nguyện vọng của doanh nghiệp. Bởi khi cho ý kiến vào thông tư 03, nhiều doanh nghiệp, các hiệp hội ngành nghề đã kiến nghị thời gian cơ cấu lại thời hạn trả nợ, kể cả trường hợp gia hạn nợ, nên được nới rộng hơn, tối thiểu là 24 tháng kể từ ngày thực hiện cơ cấu lại thời hạn thời gian trả nợ. Như vậy mới đủ thời gian để doanh nghiệp thật sự phục hồi trở lại, bảo đảm năng lực tài chính để hoàn trả khoản vay. Từ ngày 23 tháng 8, tất cả hoạt động mua bán hàng hóa lương thực thực phẩm của người dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ được các cơ quan địa phương hỗ trợ thực hiện. Vậy các siêu thị đã chuẩn bị như thế nào? Bài viết trên báo Tuổi trẻ. Các hoạt động bán lẻ trực tiếp sẽ tạm dừng và chỉ còn tổ chức bán hàng theo cách thức duy nhất là soạn đơn theo yêu cầu và giao qua lực lượng chức năng. Nhiều combo hàng thiết yếu đã được các nhà phân phối thiết kế kèm mức giá cụ thể gửi về cho các tổ đặc biệt. Các đơn hàng sẽ được tổng hợp và chuyển về cho siêu thị, cửa hàng để chuẩn bị soạn hàng trước 11 giờ 30 hàng ngày. Sau đó hàng sẽ được đóng gói và chuyển giao về điểm tập kết của khu phố, từng phường trong sáng hôm sau. Người dân sẽ thanh toán khi nhận hàng. Thành phố Hà Nội đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm khai thông các kênh bán hàng, trong đó có việc tập huấn miễn phí về bán hàng trực tuyến cho các chủ thể tham gia chương trình và các nhà phân phối sản phẩm. Trong thời gian giãn cách, Văn phòng điều phối Nông thôn mới Hà Nội đã mở hai lớp học bán hàng trực tuyến miễn phí cho người dân để trao đổi, chia sẻ những khó khăn kinh nghiệm trong việc bán hàng trên hệ thống thương mại điện tử, mạng xã hội trên các nền tảng của công nghệ thông tin. Những mô hình kinh doanh trực tuyến đã mang lại hiệu quả tích cực không chỉ bảo đảm các yêu cầu phòng chống dịch bệnh mà còn phù hợp với xu hướng phát triển thương mại điện tử trong tương lai. Trước mùa mưa bão, nhiều hồ đập miền Trung Tây Nguyên có nguy cơ mất an toàn, thông tin trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Tại các địa phương như Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Bình Định, hiện có khoảng gần 100 hồ chứa đang hư hỏng xuống cấp, cảnh báo nguy cơ tạo bom nước. Hoặc tại tỉnh Bình Định có 29 hồ chứa thủy lợi xuống cấp, trong đó có 10 hồ chứa đặt lệnh giới nghiêm hạn chế tích nước tối đa trong mùa mưa bão, 19 hồ chứa còn lại trong diện phải quan sát theo dõi thường xuyên trong mùa mưa lũ. Để nâng cấp sửa chữa toàn bộ số hồ chứa xuống cấp tại một số tỉnh thì cần hàng nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, nguồn vốn đầu tư vẫn là bài toán khó. Thay đổi đăng kiểm bằng số km xe chạy có khả thi, bài viết trên báo Lao động. Nhiều chuyên gia giao thông cho rằng không phải không có lý khi nhiều người đề xuất đăng kiểm xe theo quãng đường di chuyển bởi xe di chuyển thì uh, xe di chuyển nhiều thì cần phải kiểm tra về mặt kỹ thuật nhiều hơn so với các xe gia đình ít sử dụng. Tuy nhiên đánh giá tình trạng phương tiện theo chỉ số km cũng chưa toàn diện vì trên thực tế có rất nhiều chi tiết cấu thành của phương tiện sẽ hư hỏng theo thời gian, không phải do số km vận hành. Đó là còn chưa kể đến việc khó kiểm soát thủ thuật để tác động vào đồng hồ km của ô tô.